Audi A6 phải rã máy đại tu vì bị yếu và bị hao nhất rất là nặng. Ở video tập trước mình giải thích lý do tại sao hao nhất và các công tác gia công cơ khí liên quan này nọ. Còn video lần này mình sẽ tiến hành lắp ráp mà các bạn theo dõi kỹ nha. Cái quá trình lắp ráp lần này rất là chi tiết luôn. Các bạn sẽ thấy được cái độ rắc rối của một động cơ châu Âu như thế nào. Đây là con Audi A6 mình nói đến các bạn. Con này thật ra đời cũng sâu rồi, tầm 2005 2006. Tuy nhiên đó là một chiếc xe kỷ niệm đối với bác chủ xe. Do đó bác chủ xe sẵn sàng xuống tiền để hồi sinh em nó lại cái khía cạnh cực kỳ quan trọng trong cái sự thành bại của cái đại tu động cơ đó là gì các bạn đó chính là phụ tùng đối với những cái động cơ châu âu như thế này thì chắc chắn mình phải nhập phụ tùng từ nước ngoài rồi nhập thẳng từ châu âu các bạn nó mới thật sự là đảm bảo chất lượng và cái số lượng phụ tùng của nó nhiều vô kể chi chích đặc biệt là những cái ron ford đó các bạn số lượng ron ford của một cái động cơ v hình chữ v nha v 6 v 8 hoặc v 10 của Audi nó riêng và của châu Âu toàn thể châu Âu nói chung nó cực kỳ rắc rối mình mà chuẩn bị không kỹ á thứ nhất á là đang ráp thiếu đồ mà khi đã thiếu đồ rồi đó thì lại không chịu chờ tại chờ rất là lâu các bạn phải nhập từ nước ngoài mà đôi lúc á bí quá gấp quá phải sử dụng lại đồ cũ mà càng biết rồi sử dụng lại đồ cũ đâu có ngon được mấy con châu âu này á, mà xài lại cái ron cũ thôi nó xì sọt tè lè hết các bạn ơi nên mà nói các bạn á làm cái động cơ xe châu âu á nó sẽ tốn thời gian vì thời gian đặt đồ á, tốn hết cả tuần hay tuần mất rồi nhưng mà ngược lại nó sẽ đảm bảo được chất lượng phụ tùng á, mà nhập từ châu về á, nó hoàn toàn khác với cái phụ tùng ở việt nam khác một trời một vực nha các bạn quay lại quá trình lắp ráp thì anh thực hiện đã lắp ráp xong cái cốt máy rồi siết lực và siết gốc đầy đủ hết rồi quay nhẹ nhàng trơn tru hết rồi thì anh sẽ làm tới bước kế tiếp là chuẩn bị những cái bạc xét măng của piston chuẩn bị nghĩa là sao có nghĩa là mình phải canh cái khe hở đuôi bạc cái khe hở này cực kỳ quan trọng nha hở quá thì yếu hở bạc khích quá thì khi nóng lên đó, nó chạm vào nhau gây lớp b mà mình đừng có tưởng là mình mua đồ jean, đồ hãng về á là chắc chắn chính xác trăm phần trăm Không có nha các bạn Phải canh hết đó nha Tại vì thật sự trong sách hướng dẫn của nhà sản xuất nó có cái bước canh khe hở bạc này Nếu mà mua đồ hãng về plug and play để vô là chạy á Thì mắc cái gì nó phải để cái bước canh bạc ở trong sách để làm gì Nên nhiều người nói rằng á, là trước giờ tôi đâu có giờ canh bạc đâu Thì thật ra các bạn đang rất là hên á Các bạn nên mua vé số Việt lót đi Coi chừng mình trúng đó nha các bạn Sau khi canh bạc xong thì tiến hành vào piston thôi các bạn thấy cái cảo mình chế không? Cái cảo bê tông này mình tiện riêng cho cái động cơ này đó. Nó vừa y cái động cơ này thôi chứ không có xài trên cái động cơ khác được. Nhưng vì mình muốn chất lượng bạc sắt măng vào trong cái thành lồng xi lanh là tốt nhất có thể, giảm thiểu tối đa xác suất xảy ra bị hư bạc mẻ bạc. Nên mình phải làm cái cảo này. Thật ra nó không có bao nhiêu tiền đối với tổng cái giá thành của cái động cơ đâu các bạn. Nhưng nó mua lại được sự an tâm, sự chắc chắn. Và cái đó là mình cần tại vì lắp ráp động cơ không có cơ hội thứ hai vô bê tông xong siết lực nắp tay biên xong tiến hành quay vài vòng để kiểm tra xem có cấn cả cái gì hay không nếu mọi thứ ổn rồi mình tiến hành lắp ráp tiếp cái phần bụng máy thường thường những cái xe châu âu này nó có kết cấu là có cạt te giả có nghĩa là cái phần bụng máy nó tới hai ba lớp lần các bạn có một cái cạt te nhớt thì nó xì sọt tùm lum rồi mà bây giờ còn thêm cái cạt te giả nữa bởi vậy mới nói cái xe châu âu á chạy tới tuổi là rò rỉ nhớt tè lè hết rồi nhưng bù lại nhờ các tay giả này nên kết cấu cơ khí của cái lốc máy rất là cứng rất là chắc chắn nha các bạn bây giờ mình làm tới công tác gọi là rắc rối nhất trong cái động cơ này đó chính là cái hệ tam minh đối với một cái động cơ máy v nó có tới hai cái đầu glass nên cái hệ dẫn động sơn cam từ cốt máy lên cái trục cam nó cực kỳ rắc rối các bạn đặc biệt là đối với những cái xe châu âu nè nó thiết kế rất là lằn nhằn nó có tới hai ba bước truyền động lần từ cốt máy lên trục trung gian, rồi từ cốt máy qua bơm nhớt, rồi từ trục trung gian mới lên từng đầu lát Rồi đôi lúc nó còn có trục cân bằng ở giữa nè. Nhìn qua nhìn lại nó có rất nhiều cái bánh răng cam và cũng rất nhiều cái cọng sên cam. Mấy cái bước lắp ráp này á mà mình không làm theo cái từng thứ tự các bước hướng dẫn trong sách mà hướng dẫn lắp ráp á. Thì chắc chắn nó sẽ bị rất là rối các bạn. Tại mình không biết lắp ráp cái gì trước cái gì sau. Tại nếu mà làm không đúng á, thì thằng này sẽ ngán đường thằng kia. Dẫn đến là tháo ra lắp lại nhiều lần làm cái máy đến đây thì phải chuyển qua phần đầu quỷ lát rồi Đầu quỷ lát của con Audi V6 này cũng không có gì gọi là rắc rối cả đâu Có điều đáng nói là càng làm thì càng thấy cái chất lượng cơ khí của những cái xe châu Âu này nó, nó tuyệt vời lắm Nó chính xác lắm các bạn Chỉ mỗi ngặt nó là nó có quá nhiều công nghệ đi Nó ép công sức quá cao đi Nên đồ nó rất là rắc rối và không có bền là như vậy Bây giờ chuẩn bị vô đầu quỷ lát này các bạn Thay cái ron của Lát mới Đương nhiên rồi chắc chắn 100% là phải thay mới rồi Bôi mở bò đen chuyên dụng vào mấy cái bù lông của này để mình tiến hành siết lực cho nó chính xác các bạn thấy là xuyên suốt cái quá trình lắp ráp á, mình rất nhiều lần bôi cái bôi đen này Rất quan trọng nha các bạn Nhiều người xem á, nói rằng mình làm màu những cái bước này Nhưng đối với mình á, đây là chìa khóa dẫn đến thành công đó nha Ai thấy phù hợp, hợp lý thì có thể làm theo Còn không thì cũng không sao các bạn thường thấy á, có những cái bù lông thân dài mà để siết lực chính xác những cái bù lông thân dài như thế này á mình phải siết tới hai bước lần bước đầu tiên á, là siết lực thường thường lực nhỏ lắm không có nhiều để cho con bù lông nó nó, nó cứng thôi sau đó mới tiến hành siết góc, cái này mới quan trọng nè. Lý do tại sao phải siết góc các bạn? Tại vì con bù lông thân nó dài quá, nó dẻo nên khi mình siết lực nó không ra được. Thân nó dẻo mà, nên phải siết góc á mới chính xác được. Bây giờ anh kỹ thuật viên tiếp tục lắp ráp cái hệ tâm minh. Hồi nãy là cái hệ truyền động ở bụng máy lên trục trung gian lắp ráp xong rồi. Bây giờ lắp ráp thêm cái đầu quy lắp vô rồi, tiến hành lắp ráp bốn cái trục cam vô là mình có thể gắn bốn cái bánh răng cam và từ đó lắp ráp thêm cái cộng dây sên dẫn cam nữa mình nói là muốn nói hết hơi luôn đó các bạn nó dài dòng và rất rắc rối như vậy đó cái đó mới chỉ là rắc rối về cái số lượng bộ phận phụ tùng cho cái hệ tâm minh thôi nó còn rắc rối về nguyên lý hoạt động nữa nha đôi lúc mình phải hiểu được nguyên lý hoạt động thì mình mới cân được cái hệ cam này bốn cái bánh răng cam gắn lên bốn cái trục cam á nó không có chốt lôi vết có nghĩa là nó xoay trơn luôn đó các bạn vậy thì lắp cái bánh răng cam vào vị trí nào mới chính xác thì mình phải sử dụng những cái tool chuyên dụng là những cái bộ nghề bộ gá chuyên dụng á nó ràng bốn cái trục cam lại ở cái vị trí cố định nó ràng cái cốt máy lại ở vị trí cố định rồi mà mới tiến hành lắp ráp được bốn cái bánh răng cam mà không có chốt lôi vết này mấy con bù lông mà giữ cái bánh răng cam này nè phải thay mới hết nha tại vì nó có một lực siết cực kỳ lớn để không cho cái bánh răng cam nó bị xoay nếu mình xài lại những cái bù lông này á thì lực nó không còn đủ nữa nên khi mà chạy á rất khả năng rất có khả năng cao là bánh răng cam nó sẽ bị xoay tại vì nó không còn đủ lực giữ nữa dẫn đến là tâm yên các bạn đến đây thì coi như hệ tâm miên đã xong rồi đó anh kỹ thuật viên tiến hành quay cái máy vài vòng xem nó có cấn cạ hay có cái dấu hiệu gì lạ kỳ hay không nếu không thì coi như động cơ đã hoàn thiện rồi đó những cái cấu kiện còn lại chỉ mang tính chất là râu ria thôi không còn quan trọng nữa các bạn đây là một thiết kế điển hình máy V của Audi hay của Volkswagen nói chung sau này có những cái máy V8 V10 thì nó cũng đi từ cái thiết kế này đi ra thôi các bạn thí dụ V8 thì có thêm hai xi lanh V10 thì có thêm bốn xi lanh như vậy thôi thôi mình tiến hành nổ máy đây tiếng động máy cực kỳ êm nha rất êm đúng nghĩa một trọng cơ châu âu vòng tua rất là nhạy nha đúng nghĩa một chất xe thể thao sau khi chạy rô đai xong mọi thông số chuẩn chỉ hết rồi không có gì khác mình tiến hành dọn dẹp sạch sẽ xe và giao xe lụm tiền thôi